Hello, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Cá Lộc Bài. Và hôm nay mình sẽ lên một cái bộ câm đùm nền cho ai 150 đùm Redleo gắn dây zin và nền Racing Boy 1.4 1.6 câm ABSN. Hàng xịn sò, bao đẹp, bao bền. Đó. Đây. Đây đùm Redleo. Đây. Có cái đeo đùm Redleo lúc nào cũng có khắc chữ hết nha mọi người. Đây, đây cái đùm trước. Đùm sau. Sau Redleo và đều có đóng mộc Redleo hết nha. Rồi. Đây, ok chào mọi người. Hôm nay mình cũng lên thêm một bộ của đùm MC cho 150 luôn nha. Đùm MC. Nó cũng khá giống là của cái hàng Redleo. Đây. Của thằng MC nha. Và cái này nó không có cho ốc mình. Nó không có ốc nha. Ấy có nha. Xin lỗi, nó có ốc. Đây. Có cũng nằm ốc giống như hết. Và hai cái đồng nhôm khác nhau. Đây là của MC. Cái này là của Redleo. Hai cái khác sang nhau và nước sơn thì của thằng MC nó sẽ bóng, thấy nó bóng hơn. Rồi, xong. Đùm Redleo thì Redleo và câm ABSN.